Tiểu sử của Đức Giám mục Louis Hà Kim Danh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Kính thưa cộng đoàn, Đức cha Louis Hà Kim Danh sinh ngày 21 tháng 6 năm 1913 tại Cần Thơ. Ngài bắt đầu con đường tu học của mình khi nhập học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Diêm thuộc giáo phận Nam Vang vào ngày 25 tháng 7 năm 1925. Sau khi hoàn tất chương trình Tiểu chủng viện ngày 1 tháng 7 năm 1933, chủng sinh Louis Hà Kim Danh tiếp tục chuyển tiếp lên học tại Đại chủng viện Nam Vang. Năm 1937, thầy Hà Kim Danh nhập học vào chủng viện Xuân Bích Hà Nội. Sau quá trình tu học dài hạn, thầy phó tế Louis Hà Kim Danh được phong chức linh mục vào ngày 12 tháng 3 năm 1940. Sau ngày thụ phong, cha Louis Hà Kim Danh được bổ nhiệm làm giáo sư, giảng dạy tại Tiểu chủng viện Cù Lao Diêm thuộc giáo phận Nam Vang. Ngài giữ chức này cho đến hết năm 1947. Năm 1948, cha Louis Hà Kim Danh được chọn làm tuyên úy dòng nữ chúa Quan Phòng tại Nam Vang. Một năm sau đó, ngài trở thành linh mục linh hưởng dòng con Đức Mẹ Ratzinger. Năm 1970, cha Hà Kim Danh được bổ nhiệm làm giáo sư tại Tiểu chủng viện Phú Cường. Năm 1976, ngài được Đức Giám mục bổ nhiệm làm giám đốc Đại chủng viện Phú Cường, kiêm tổng đại diện giáo phận Phú Cường. Ngày 8 tháng 6 năm 1982, Tòa Thánh Loan tin Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha Louis Hà Kim Danh làm giám mục phó giáo phận Phú Cường, thay thế cho Đức cha phó Jacobe Huỳnh Văn của vừa từ chức và đang đi dưỡng bệnh ở ngoại quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 1982, thánh lễ tấn phong giám mục cho Đức cha Louis Hà Kim Danh được tổ chức tại giáo phận Phú Cường, do Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh chủ phong. Phủ phong là Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, và Đức cha Louis Phạm Văn Nồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 5 năm 1993, Tòa Thánh chấp thuận cho Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên nghỉ hưu. Đức cha phó Louis Hà Kim Danh đương nhiên kế vị làm giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Ngài trở thành giám mục chính tòa khi đã 80 tuổi. Sau hơn 10 năm làm giám mục phó, sức khỏe của Đức cha Louis Hà Kim Danh suy yếu trong lúc ngài mắc bệnh tim nên phải điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 2 năm 1995, Đức cha Louis Hà Kim Danh qua đời lúc 11 giờ 10 phút tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 82 tuổi với 55 năm linh mục và 13 năm trong sự vụ giám mục. Thánh lễ an táng Đức cụ giám mục Louis Hà Kim Danh được cử hành vào ngày 25 tháng 2 năm 1995 do Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, cùng đông đảo các giám mục và hơn 130 linh mục đồng tế. Trong kỷ yếu của giáo phận Phú Cường có nhận xét như sau: một tâm hồn dù đóng kín, ngài tiếp xúc nhưng gặp được nụ cười của ngài, cánh cửa lòng cùng muốn mở ra, đường tiếp xúc lồng lồng gió niềm vui. Nhìn ngài cười, khoảng cách giữa quyền bính và vân phục tuy vẫn còn nhưng đã được phủ lên một lớp dầu mực mà, thân ái. Cái thân chỉ có ở tấm lòng người cha. Người cha thấy đứa con dần dội bỏ ăn, đã chặn ngài xuống nước, chiều chuồng để nó thực hiện cái điều không thể thiếu của con người. Đức cha Louis Hà Kim Danh sinh ngày 21 tháng 6 năm 1913 tại Cần Thơ. Ngài bắt đầu con đường tu học của mình khi nhập học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Diêm thuộc giáo phận Nam Vang vào ngày 25 tháng 7 năm 1925. Sau khi hoàn tất chương trình Tiểu chủng viện ngày 1 tháng 7 năm 1933, chủng sinh Louis Hà Kim Danh tiếp tục chuyển tiếp lên học tại Đại chủng viện Nam Vang. Năm 1937, thầy Hà Kim Danh nhập học vào chủng viện Xuân Bích Hà Nội. Sau quá trình tu học dài hạn, thầy phó tế Louis Hà Kim Danh được phong chức linh mục vào ngày 12 tháng 3 năm 1940. Sau ngày thụ phong, cha Louis Hà Kim Danh được bổ nhiệm làm giáo sư, giảng dạy tại Tiểu chủng viện Cù Lao Diêm thuộc giáo phận Nam Vang. Ngài giữ chức này cho đến hết năm 1947. Năm 1948, cha Louis Hà Kim Danh được chọn làm tuyên úy dòng nữ chúa Quan Phòng tại Nam Vang. Một năm sau đó, ngài trở thành linh mục linh hưởng dòng con Đức Mẹ Ratzinger.
Năm 1970, cha Hạ Kim Danh được bổ nhiệm làm giáo sư tại Tiểu Trùng Viện Phú Cường. Năm 1976, ngài được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm giám đốc Đại Trùng Viện Phú Cường, kiêm tổng đại diện giáo phận Phú Cường. Ngày 8 tháng 6 năm 1982, Tòa Thánh Loan tin Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha Louis Hạ Kim Danh làm giám mục phó giáo phận Phú Cường, thay thế cho đức cha phó gia cô Bê Huỳnh Văn của vừa từ chức và đang đi dưỡng bệnh ở ngoại quốc. Ngày 10 tháng 10 năm 1982, thánh lễ tấn phong giám mục cho đức cha Louis Hạ Kim Danh được tổ chức tại giáo phận Phú Cường, do Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh chủ phong. Phủ phong là Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, Giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường, và Đức cha Louis Phạm Văn Nồng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 10 tháng 5 năm 1993, Tòa Thánh chấp thuận cho Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên nghỉ hưu. Đức cha phó Louis Hạ Kim Danh đương nhiên kế vị làm giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Ngài trở thành giám mục chính tòa khi đã 80 tuổi. Sau hơn 10 năm làm giám mục phó, sức khỏe của Đức cha Louis Hạ Kim Danh suy yếu trong lúc ngài mắc bệnh tim nên phải điều trị ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 2 năm 1995, Đức cha Louis Hạ Kim Danh qua đời lúc 11 giờ 10 phút tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 82 tuổi với 55 năm linh mục và 13 năm trong sự vụ giám mục. Thánh lễ an táng Đức cổ giám mục Louis Hạ Kim Danh được cử hành vào ngày 25 tháng 2 năm 1995 do Đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế, cùng đông đảo các giám mục và hơn 130 linh mục đồng tế. Trong kỷ yếu của giáo phận Phú Cường có nhận xét như sau: một tâm hồn dù đóng kín, ngài tiếp xúc, nhưng gặp được nụ cười của ngài, cánh cửa lòng cùng muốn mở ra, đường tiếp xúc lồng lồng gió niềm vui. Nhìn ngài cười, khoảng cách giữa quyền bính và vân phục tuy vẫn còn, nhưng đã được phủ lên một lớp dầu mực mà, thân ái. Cái thân chỉ có ở tấm lòng người cha. Người cha thấy đứa con dần dồi bỏ ăn, đã chăm ngài xuống nước, chiều chuộng để nó thực hiện cái điều không thể thiếu của con người. Kính thưa cộng đoàn, như vậy, Đức cha Louis Hạ Kim Danh qua đời ở tuổi 82 với 55 năm linh mục và 13 năm trong sự vụ giám mục. Trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức cha Louis mà chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau. Chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị vui lòng bỏ qua. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để đón nhận và theo dõi các video mới nhất của chúng con.